Đặt lại lần nữa đi. Con đặt lại chưa? Các con sợ không sợ? Ngồi xuống nào. Nhanh bao nhiêu? Có thầy cô nào đã bật mí cho các bạn là em ơi, ngày hôm nay em sẽ được đến đây và em sẽ được tham gia một thử thách, đó là em sẽ phải nhảy từ trên cửa sổ nhảy xuống. Hãy yên tâm, tất cả những khâu về chuẩn bị an toàn, bọn anh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để các bạn sẽ tham gia thật là máu lửa. Anh kéo căng dây này thì các bạn bước ra ngoài. Được chưa? Rồi, đúng rồi. Hai tay để